lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm mong không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn đã đi rồi. Buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sắp đắm nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn. Đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ dù sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong,
mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời,
quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Lời mẹ ru con mãi về sau, con rung tiếng người. Một ngày trong nôi, tay mẹ nâng giấc mơ vào đời. Dạt dào thương yêu trong đèn khuya, mẹ thức từng đêm. Xót xa trong lòng, mai sớm đời con sẽ về đâu. Lời mẹ ru con đến đồi xanh ngàn năm vẫn còn. Tình mẹ thương con lấy gì đong mấy sông trò vừa. Biển đời mênh mông, đôi bàn tay mẹ dắt dìu con. Đến khi bạc đầu, mẹ vẫn là sao sáng trên cao. Ôi tiếng ru mãi ngân dài. Đêm trong lòng, lời mẹ trong trái ngọt. Đường chân còn lắm khổ đau, đắm cuộc người trong vũng tôi. Mẹ đã soi con đường đi. Từng mùa đông sang mang lửa thiêng sưởi con ấm lòng. Mẹ là cây xanh che đời con những khi hạ về. Tình mẹ thênh thang qua ngàn sau còn mãi lời ca. Cắt sâu trong đời cho tháng ngày
con bước chân qua. Ôi tiếng ru mãi lần dài đến trong hồn lời mẹ. Tới giờ làm nghi thức tản niệm cho cụ bà Maria, vậy kính mời quý chức cũng như toàn thể quý ông bà, gia đình tăng quyến. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta khởi sự nghi thức tản niệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho bà Maria mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho bà Maria sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời, vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ để tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Bà Maria đã được chịu phép rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho bà Maria, hy vọng bà Maria được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết cả những điều chúng con đang thầm mong ước.
Chúng con cầu nguyện cho bà Maria mới lìa bỏ chúng con. Ước gì bà Maria được sống bên Chúa, vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giây phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, bà Maria là người thân thích đã lìa bỏ chúng ta. Xin cho linh hồn Maria được mau về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc tốt mà bà Maria đã làm đem lại nhiều kết quả và còn được người khác tiếp tục. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi bà Maria đã trót phạm vì yếu đuối. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của bà Maria được in sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của bà Maria đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng với một niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng chạy đến với Chúa Giêsu. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế, chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người chị em tín hữu chúng con là bà Maria được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đánh bại thần chết, và xin cho bà Maria được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Con luyện mình tu tôi, ông tiêm bao linh hồn không tham. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc lành cho chiếc quan tài này mà thể xác bà Maria sẽ được giao phó như chiếc nhà tạm, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin tha thứ tội sâu.
làm phép tang. Lạy Cha là đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thánh hóa chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự ủi an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương cuốn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên tôn nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tang quyến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho những người trong thân bằng quyến thuộc khi mặc tang phục này biết hiệp thông với nhau, để đền ơn đáp nghĩa người đã ra đi, và để tha thứ yêu thương gắn bó đùm bọc nhau giữa những người còn ở lại như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy chúng con. Lạy Chúa, xin cho tín hữu này được an nghỉ ngàn thu. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà Maria được an nghỉ ngàn thu. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa.
con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa bước theo đường diệu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúng tôi được tỉnh bà Maria Chúa gọi về. Các bản giáo và bản thân nghi thánh thể chúng tôi đến đây để chia buồn với bà Quyến và cầu nguyện cho bà Maria. Bà Maria là một vị ân nhân gây giúp đỡ cho các em rất nhiều. Và hôm nay Chúa đã gọi bà về, tôi tin chắc rằng Chúa cũng đã thưởng công hội hồng cho bà rất nhiều. Nhưng qua thời gian cuối cùng giờ mà làm sao cũng có những thiếu sót với Chúa. Thì giờ đây chúng tôi xin lời ban, xin lời Trang Quyến cùng với ban quản giáo và đoàn thanh thi thanh thể chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót cho bà, để bà được chắc về để biết xem tôn nhan. Thưa gia đình nhà Hiếu, hôm nay được tin bà cụ Maria đã về với Chúa. Chúng tôi là tình thông gia đã đến đây có con có cháu để viếng linh hồn của bà, đồng thời cũng chia buồn cùng gia đình Tam Quyết. Xin Chúa ban cho bà Maria được về hưởng công nhân Chúa. Nhân dân cha và con và thánh thần amen. Hãy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên trong yên ơn. Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân
yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên. Bây giờ Maria không còn làm được việc gì cho chính bản thân mình và chỉ nhờ vào những lời cầu nguyện của người còn lại. Vậy xin gia đình Tăng Quyến Hồng cùng với chúng tôi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa sớm đón linh hồn Maria. Con xin cho để chúng con xa chưa tam dỗ nhân đôi trong đời trời xuống tay. Xin mời bà Maria đồng tin chiều ngày. Nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt. Tôi vừa tin Chúa và Đức Maria về có Chúa. Chúa tôi đến chia sẻ nỗi buồn cùng tư cán bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người, đã biết bao nhiều lần con xa ngã lỗi lầm, cầu ơn tha thứ chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi
chiều hương khô như lá vàng lìa cành đông đưa. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tạm gửi tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời, lúc sống làm người đã biết bao nhiêu lần con xa ngã, lỗi lầm cầu ơn tha thứ, chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về bụi cho. Chớp vó ngựa qua sông, như đốm lửa lập lòe đêm đông. Ôi cuộc đời tạm gửi tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Chúa tình
Thank you.
Thank you.
mãn và bất diệt nơi Chúa. Chúng con dám xin Chúa vì công nghiệp vô cùng của Đấng Cứu Thế, vì lời cầu bầu của mẹ Maria và chư thánh nam nữ của hội thánh và nhiều người lần thân tẩy bà Maria được vô xứng đáng với sự thánh hiền của Chúa. Chúa Cha toàn năng, chúng con xin Chúa, tin Chúa cho Đức Kitô chết và sống lại. Xin vì mầu nhiệm này phải thương đến tôi tới Chúa là bà Maria, được sớm về an nghỉ trong Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con, Maria. Đi thân Cha và Con và Thánh Thần. Vì tình thông gia giữa hai gia đình được tin Chúa gọi mẹ chúng tôi về, các anh chị đã tới gia đình chia buồn và dùng những lời kinh tiếng hát cầu nguyện cho linh hồn Maria. Tôi tin chắc rằng lớn lời kinh tiếng hát của các anh chị, Chúa đã nhận lời và tha thứ mọi nợ và sớm đưa linh hồn Maria, người mẹ của thân yêu của chúng tôi, về với Chúa. Vì tình thương mến thương, tôi xin thay mặt gia đình kính mời các anh chị đúng 8 giờ sáng thứ hai tới thánh đường giáo xứ Tân Phú hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria, sau đứa đã tiến đưa người mẹ thân yêu của chúng tôi ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Và tôi xin thay mặt gia đình xin hân hạnh cảm tạ. Thank you.
đời không phai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, gia đình tam quyến rất thân mến. Chúa Giêsu phán: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà nó thối đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Thì ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta cũng đã tin vào Chúa Giêsu, Ngài như là hạt lúa mì đã gieo vào trong thế gian này, và Ngài cũng đã chết để trổ sinh cái sự sống đời đời đến cho tất cả những ai tin vào Ngài, đón nhận Ngài và đi vào con đường của Ngài. Thì cụ Maria Đỗ Thị lên đây, cụ đã được Chúa cho xuống sinh làm người, được làm con của Chúa, và cụ đã cũng sống như Chúa để đi vào con đường của Chúa. Như hạt lúa mì cũng thối rữa đi, chết đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Thì cả cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay để chứng kiến sự ra đi của cụ Maria Đỗ Thị Lến, để rồi như lời Chúa nói: ai phụng sự ta thì ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đây với ta. Thì chắc chắn trong niềm tin đó, chúng ta cũng tin rằng cụ Maria giờ đây cụ cũng ở trên nước thiên đàng cùng với Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi tớ Chúa là cụ Maria Đỗ Thị Lến biết phụng sự Chúa trong gian khổ và bệnh tật. Chúng con nài xin Chúa cho kẻ đã theo gương nhẫn nại của con Chúa cũng được lãnh phần thưởng vinh quang của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa, bởi có lời chép: Chúa phán, ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, khi nói đến hy sinh là chúng ta hãy nghĩ đến sự mất mát, thiệt thòi, và dám chấp nhận từ bỏ và có thể hy sinh ngay cả mạng sống của mình được. Như những nhà khoa học đã tìm thấy một loài chim là khi mùa đông đến thì nó bay đi, nó tìm kiếm thức ăn. Mà thức ăn vào mùa đông thì không phải dễ dàng gì, rất là khó. Thế rồi những con chim mẹ bay đi tìm mồi, bay mãi mãi mà chẳng tìm thấy một cái miếng mồi nào, và rồi cuối cùng cũng quay trở về cái tổ của mình. Khi mà quay trở về tổ thì những con chim con nó ra nó đón mẹ để lấy mồi, thì nó kêu chim chíp chíp. Thì chim mẹ lúc đó không biết phải làm sao thì mới nảy sinh ra cái sáng kiến là lấy cái mỏ mổ vào cái bầu diều của mình để rút tỉa từng cái miếng thịt từ nơi của thịt của mình cho những con chim con của mình. Và cứ như thế thì chim mẹ là cạn kiệt sức cùng, còn chim con thì càng lớn thì bắt đầu là lại bay lượn trong không trung. Thì cứ như thế thì chúng ta nhìn thấy được là cái hình ảnh hy sinh để cho con của mình được sống. Thì cái điều này không phải là bây giờ chúng ta mới nghe mới thấy, mà cách đây đã hơn 2000 năm Chúa Giêsu đã tiên báo cái điều này về một cái hình ảnh rất là quen thuộc với người Do Thái thời bây giờ, là nếu hạt lúa mì có rơi xuống đất mà nó thôi rửa đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Thì chính cái điều đó là chúng ta thấy cái, là Thiên Chúa đã yêu thương con người. Khi mà con người phạm tội thì Thiên Chúa không muốn con của mình phải sống khổ, phải sống cái lãnh nhận cái án chết đời đời. Vì thế mà Ngài đã gieo cái hạt giống đầu tiên, đó là Đức Giêsu Kitô, vào trong cái thế gian này. Và chính là Chúa Giêsu Ngài đã làm tất cả để cho những ai tin vào Ngài, đi vào đường lối của Ngài thì sẽ được sống đời đời. Và chính Thiên Chúa đã yêu thương và hy sinh hiến mạng sống cho người bình yên. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã thể hiện cái tình yêu thương đó không ngơi nghỉ trong cuộc đời của mình, từ lúc sinh ra rồi ra tới hoạt động công khai, lúc nào cũng luôn nghĩ đến cái sự sống của người khác, nghĩ tới người khác hơn là nghĩ tới chính mình. Vì thế Ngài đã yêu thương bằng một tình yêu thương tuyệt đối. Thưa quý ông bà anh chị em, đấy, để chúng ta thấy là Chúa luôn luôn là đi bước trước trong cái mẫu gương hy sinh tuyệt vời để cho những ai và tin vào Ngài, những ai đi vào cái con đường của Ngài. Vì thế mà chúng ta thấy một cái hình ảnh rất đẹp
nghĩ đến cái người, hình ảnh một người mẹ. Người mẹ thì khi mà là cứu mang con của mình, tìm cách là mình phải bồi bổ ăn uống, rồi khi mà con mình đã đời thì tìm mọi cách, làm mọi cách, tìm sáng kiến mọi thứ, bằng cái sự hy sinh quên mình, hy sinh quên mình để phục vụ chăm sóc cho con của mình. Rồi cũng như là trong từng biến cố, người mẹ cũng luôn luôn là dõi bước trong từng biến cố trong cuộc đời của những đứa con của mình, mà lúc nào cũng muốn là con của mình nó được hạnh phúc, nó được bình an, và nó được là sống trong cái niềm vui, sống trong sự yêu thương. Thì hỏi nếu mà không có cái sự phục vụ và hy sinh của cụ bà Maria Đỗ Thị Lên đây, thì làm sao mà có ngày hôm nay tất cả những người con của mình, các đứa cháu của mình trưởng thành, được trưởng thành trong đời sống đức tin, rồi công ăn việc làm thì ổn định. Cho nên sự hy sinh quên mình của cụ Maria cho gia đình và cho những người thân yêu, họ hàng, bạn bè xa gần, thì hôm nay chắc chắn là bà Maria sẽ được hưởng cái sự sống đời đời mà bà khao khát. Như là hạt lúa mì có gieo xuống đất thì nó thối đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt là thế. Thì ngày hôm nay cụ Maria đã ra đi như hạt giống được gieo xuống đất. Chúa đã gieo vào trong cái môi trường gia đình của cụ đây, để rồi ngày hôm nay hạt giống ấy thối rữa đi thì sẽ sinh được nhiều bông hạt, cụ thể là con cháu, những người thân quen đang tề tựu bên linh cữu của bà cụ Maria. Thì ngày hôm nay biết bao nhiêu hy sinh, sự phục vụ, thì bông hạt trổ sinh là những người con, những người cháu, như cộng đoàn chúng ta quây quần bên bà để cầu nguyện cho bà. Còn con tin chắc rằng tình yêu, sự hy sinh và phục vụ của cụ Maria cũng đang dâng trào trong những người con, những người cháu và những người thân, để từ đây nó luôn được trổ sinh nhiều cái hoa trái yêu thương, bình an và hòa thuận trong gia đình. Cụ Maria về bên kia thế giới, cụ chắc chắn không quên từng người, mỗi người chúng ta, nhất là gia đình của mình, để cầu nguyện cho gia đình cũng luôn tập lấy sống cái đời hy sinh, để rồi qua cái sự hy sinh đó mà luôn đem lại cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình và cho tha nhân. Thưa quý ông bà anh chị em, mang thân phận mọc giòn yếu đuối thì mấy ai tránh khỏi lầm lỗi thiếu sót với Chúa và với mọi người. Thì hiệp dân thánh lễ hôm nay chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ tất cả những lầm lỗi, những thiếu sót cho cụ Maria. Xin cho cụ Maria là người đã phụng sự Chúa trong đau khổ và bệnh tật, thì giờ đây cụ sẽ sớm được hưởng hạnh phúc nhan thánh Chúa. Không những thế, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là cầu nguyện cho gia đình tang quyến luôn được sự bình an và luôn biết sống hy sinh quên mình để phụng sự Chúa và mọi người. Để rồi Chúa sẽ nói với mỗi người chúng ta rằng: ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Để rồi sau này chúng ta sẽ gặp lại người thân yêu của mình là cụ Maria trong nước thiên đàng. Amen. Bye.
lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con Chúa đã trao ban chính mình làm bánh trường sinh cho chúng con và đã đổ máu ra làm chén cứu độ cho chúng con. Xin thương xót tôi tớ Chúa là cụ Maria, để của lễ chúng con dâng lên trở nên nguồn ơn cứu độ cho tôi tớ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại binh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ Maria Đỗ Thị Lến, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được lãnh nhận bảo chứng sự sống đời đời, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là cụ Maria Đỗ Thị Lến, khi đã thoát khỏi xiềng xích sự chết, được hợp đoàn chung hưởng phần phúc với những người đã được cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và con xin mượn giây phút này thay lời cho quý cha, quý cộng đoàn, giáo xứ chia buồn cùng gia đình tang quyến khi được tin cụ Maria được Chúa gọi về. Chắc chắn trong thánh lễ chúng ta vừa cử hành nói lên tất cả niềm tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta tin rằng tin vào Chúa Giêsu đấng đã chết và đã sống lại trong vinh quang, thì chúng ta cũng tin là cụ Maria cũng đã sống và tin vào Chúa. Giờ đây chắc chắn cụ sẽ được hưởng hạnh phúc nhà Thánh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa quý vị, kính thưa ban hành giáo cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Phú, con xin đại diện cho tăng quyến xin chân thành cảm ơn cha, quý vị, quý chức ban hành giáo cùng cộng đoàn giáo xứ khi hay tin người thân yêu của tăng quyến chúng con là linh hồn Maria được Chúa gọi về. Cha cùng quý chức cùng cộng đoàn đã đến tang gia chúng con dâng lời cầu nguyện, đồng thời chia sẻ sự mất mát người thân yêu của chúng con. Hôm nay lại được cha chánh xứ đến gia đình dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria. Trước mặt Chúa còn điều gì thiếu sót thì xin Chúa nhân từ thương tha thứ và sớm đưa linh hồn Maria, người mẹ thân yêu của chúng con, về được hưởng nhan Thánh Chúa. Trước nghĩa cử cao đẹp lòng đầy tình bác ái yêu thương đã dành cho người thân yêu của tăng quyến chúng con luôn ghi nhớ và hết lòng tri ân. Nguyện xin Chúa nhân từ luôn đổ tràn đầy hồng ân và trả công bội hậu cho cha, quý chức cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn ban điều hành giáo họ Thăng Thiên đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong thánh lễ cầu nguyện ngày hôm nay. Ngoài ra tôi xin chân thành cảm ơn
ca đoàn đã dùng những lời ca tiếng hát hợp cùng thánh lễ cho nên thánh lễ thêm long trọng và sốt sáng. Trong lúc tang gia chúng con tổ chức có điều gì sơ sót thì kính xin cha cùng cộng đoàn giáo xứ miễn tình tha thứ, gia đình chúng con đồng cúi đầu cảm tạ. Chúng tôi kính mời quý ông bà trong giáo họ Thăng Thiên chúng ta tập trung lại lời thi hài của cụ bà Maria để chúng ta dâng lời cầu nguyện cho bà. Xin kính mời quý cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp cùng với các thánh trong nước Cha muôn thuở. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.